Ông kê hello anh em, thì mình xin chúc anh em năm mới may mắn và hạnh phúc bên gia đình nha. Và các bạn được bao nhiêu tiền lì xì rồi bình luận cho mình biết nha. Còn giờ đi săn bounty thôi. Ok các bạn ạ, pha kia là mình bị ganh nên thua thôi nha anh em, không phải do mình gà đâu nha, he he, đến đây thôi, còn giờ thì bye bye.